Truyện ngắn Một cuộc đời khác, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, giọng đọc Huỳnh Minh Hiền. Dạo này hay nhận được nhiều lời phàn nàn, nhất là đám bạn cứ rầu rĩ. Trong tê dường như tồn tại hai con người, chẳng biết đâu mà lần. Khi gửi tin nhắn hay email á, thì là một người nồng nhiệt, tươi tỉnh, cởi mở. Gặp nhau thấy đổ dở dễ sợ, vì mặt thì lạnh tanh, dè dặt, ăn nói cũng kiểu đối phó, cầm chừng. Nghe người ta phiền mình mà sướng, vì người ta nói về mình mà thấy hơi giống mình. Trường hợp này cũng hiếm gặp, rằng trong ta có hai cuộc đời. Tất nhiên trong ta có nhiều hơn thế, mà nghe chừng trong ý tứ của bạn bè, con người của thế giới ảo dễ thương hơn. Ừ thì chính ta còn thương ta ảo nữa mà. Thương như một người thương lấy một người. Ở đó không còn khuôn mặt, dốc dáng của ta, không còn giọng nói gù gù vô duyên của ta. Ta sống bằng cảm giác, ý nghĩ, nỗi lòng. Giống như ta chim bao, ta ảo vui tưng bừng, không xương thịt, không thể chạm vào. Nhưng mỗi ngày ta ảo đều thấy mình trước gương, rất hồn nhiên, thanh thản. Vì sống thật, nói thật, yêu, ghét, đam mê thật. Nhiều lúc ta thật đọc lại mail của ta ảo thấy buồn cười, thấy nhói đau, chẳng hiểu làm sao mình không nói được bằng lời, bằng mắt những câu ấy trước mặt người ấy. Nhớ ai, yêu ai thì cứ bảo rằng tôi nhớ, tôi yêu, sướng rơn, nhẹ nhõm cả lòng, mà chẳng bị mất mặt. Vì anh nọ cứ nghĩ đấy ta đùa, vì ta cứ ra rả mấy câu này như bán bánh mì nóng giòn, vì lời lẽ trong thế giới ảo cực kỳ biến ảo. Bông lơn, cười cợt. Tôi yêu bạn quá. Câu chữ trơ trơ, dửng dưng, nói theo nhà văn Châu Duyên là chúng cứ nhơn nhơn ra, người muốn tin cũng phải ngờ ngợ. Bởi con tê mà mình gặp thường là tỉnh bơ, thản nhiên, không thể nào. Ừ, không thể nào. Ta ảo không cần người ta hiểu được mình, cho nên cứ trải nỗi lòng vào thế giới ảo, nơi những cái bóng vốn câm lặng gặp nhau, cất tiếng nói, và tuyệt vời, đôi khi được đáp lời, để ta thật bớt nặng nề, giữ lấy gương mặt buồn bã ấy, xương cốt mỏi mê ấy mà sống tiếp. Mà yêu lấy cuộc đời, đó là khi buồn quá, gửi một cái email than thở với bạn bè, bỗng thấy cái buồn này không có nghiêm trọng. Bởi có loại buồn thậm chí không thể cùng câu chữ để viết thành, đó là khi đau đời quá, lên diễn đàn cự nữ, khiêu khích, chọc ghẹo, bỡn cợt những cư dân ảo khác, lòng đang buồn đầy bỗng lưng. Rưng rưng, họ cũng là người ảo, cũng biến đổi ngoay ngoắt giữa đời giả chân vậy mà chẳng làm ta cô độc, như ở giữa những gương mặt người nói cười thưa thốt. Chẳng làm ta hoang mang như có kẻ đứng chình ình trước mặt mình mà không dò được lòng. Tưởng lên mạng như thế là được nhiều lắm rồi. Một mớ kiến thức ngổn ngang, được ánh mắt sướng rơn, ngưỡng mộ của mấy ông sếp khi mình đưa mấy bài viết, tư liệu hay nhờ giỏi săn lùng. Được cái nhìn nể nang của các đồng nghiệp khi mình đọc vanh vách chức năng, kỹ thuật của các loại máy kỹ thuật số, điện thoại di động, vì cái đứa cấp tiến thứ nhì cơ quan văn nghệ. Rất đam mê các website loại này. Được vui òa vỡ khi lang thang trên xa lộ ảo, bỗng gặp lại thằng bạn đã biền biệt nhiều năm. Được ấm lòng, chia sẻ khi nhận ra người nào đó cũng cô đơn như mình, đau cái nỗi đau giống mình. Tưởng vậy là quá nhiều,
Bỗng một ngày lên mạng ta thấy mình được nhiều hơn thế. Còn gì tuyệt bằng được sống như một con người vô tư, thanh thản, không đối phó, chống đỡ, không sợ hãi, nghi ngại, như đã từng mơ ước. Tùy bút, mặt trời xa lắm. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nghe cấp trên tới đây gặp dân, tôi mừng húm. Vậy là mặt trời xuống gần dân rồi. Ông già nói câu đó trong cái không gian hầm hập hơi người, dưới nắng trưa nóng rẫy, vài người cười ồ. Ông già Bảy bữa nay nói chuyện bài đặt nói văn chương. Buổi tiếp xúc cử tri đang nặng nề như giãn ra, có vẻ nhẹ nhõm, nhưng điều đó rõ ràng là ảo giác. Và tôi, một trong những mặt trời nghe sống lưng lạnh buốt, nuốt dội cái ngụm nước mà chực nghẹn, vì xấu hổ, vì cảm nhận trong lời ví von tiếu táo của ông già có cái sự chua xót, đắng cay. Vì được chạm tay vào một sự thật là người dân đã coi chúng tôi là những kẻ xa cách, như đây không phải là đại diện của mình, như chính quyền không phải của mình. Suốt những ngày gặp gỡ, đôi lúc tôi có cảm giác chúng tôi như những sứ giả đứng bên này sông, nơm rất lạc lõng, người dân thì ở bên kia sông, và chúng tôi nhoáng nhoàng bắt tạm một nhịp cầu, tạm cứu vãn và tạm níu lại, nói ba điều bốn chuyện. Để rồi lại mịt mù tâm cá, nguyên nhân làm cho sự xa nhau đến nông nỗi này thì ngời ngợi trước mắt. Đơn giản là có nơi, có lúc đại diện của chính quyền không chịu đối thoại với dân, càng chẳng có văn hóa đối thoại. Bà con không được coi như chủ, như người thân, như anh em ruột thịt đã đành. Tệ hơn, chẳng được đối đãi như ông bạn nhậu, không có thân tình, nhưng ít ra gặp giữa quán cũng ới một tiếng, uống với nhau một ly rượu, trao đổi vài câu xã giao. Lúc này làm ăn sao, vợ con sao, chỉ khoảnh khắc nhỏ nhoi, vậy mà nhiều bà con hiếm khi có cơ hội. Ba ngày gặp bà con, tôi viết đầy 18 trang giấy, về đọc lại thấy buồn, thấy chuyến công tác của mình vừa rồi sao tuyệt vọng giống như đi vá tầng ozone. Không phải là đi đắp giá lòng dân đã thủng, đã đau nhiều chỗ. Những vụ tiêu cực lớn vỡ ra như nhọt, dân thấy sốc khi bị một nhát chém đã đành. Có lỗ thủng không đáng, thí dụ đất nhà dân, ông bưu điện không nói không rằng, nhào vô đào cái hào bằng sải tay, đặt đường cáp quang cũng không thèm hóe môi nửa lời, cấm cái bảng đỏ chót, nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm. Cái gì mà kỳ vậy, dân phản ứng, đất của tôi mà. Thí dụ bà con làm hồ sơ chính sách, người có công với cách mạng thiếu một vài thủ tục, chẳng ai hướng dẫn để đối tượng bổ sung. Chờ không được, bà con lặn lội đi hỏi thăm thì chính sách ấy hết hạn giải quyết lâu rồi. Gì kỳ vậy, dân ngửa mặt lên trời kêu thảng thốt. Thí dụ quy hoạch khu công nghiệp trên 1000 hecta mà bà con đi mua đồ ở tiệm tạp hóa, lật tấm giấy báo gói củ cải muối ra mới biết quy hoạch ngay trên đất mình. Tông tả lại đằng xã hỏi thì được câu trả lời là trên đài có đưa tin, bộ không có đón nghe coi sao. Dân ngẩn ngơ, gì kỳ vậy, không lẽ suốt ngày tôi ôm cái tivi để coi mấy ông nhà nước có nhắn cái gì hay không. Thí dụ làm lộ nông thôn có chỗ chia theo tỷ lệ nhà nước là 6, dân 4, ấp bên kia lại theo tỷ lệ là 7, 3, dân ấm ức. Ủa gì kỳ vậy, bộ bên kia là con ruột, còn tụi tôi là con ghẻ hay sao? Những việc như thế có kể tới Tết cũng chưa hết, quyền lực tạo ra cảm giác, ta là người trên trước, cao quý, và ý nghĩ đó đẩy người dân vào thế yếu,
chẳng được trọng thị như một đối tác ngang hàng. Cách biệt được đào thành hố, thành hào. Bắt đầu bằng những rạn nứt nhỏ, rồi lâu ngày, vết thương chảy máu từ những việc hết sức tủng mủng, nhỏ nhặt, đôi khi lãng nhách. Bởi chính quyền chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, cử người giáp mặt với dân, trao đổi ngắn gọn, gút mắt sẽ được gỡ, mọi chuyện sẽ giản đơn, đầm ấm hơn nhiều. Văn hóa đối thoại đã bị bỏ quên vì một chút dùng dằn, tiếc thay. Nguy hiểm hơn là cái cảm giác buồn làm theo sứ mệnh nhà nước mà không được hiểu, không được nói, và cảm giác bị cai trị rất gần. Không phải tự nhiên, không phải vì khái niệm địa lý mơ hồ mà bà con gọi lãnh đạo chính quyền là người ở trển, nên ai đó đừng có nghe vậy rồi mừng thầm. Vô tư bảo, bữa nay chúng tôi xuống dân. Chuyện lên xuống này sẽ làm mối quan hệ giữa chính quyền và dân trở nên lạc lẽo và xa cách. Mặt trời sẽ xa dữ lắm, sợ ánh sáng không đủ để cây cỏ đơm bông.